đường lên điện Na Cha Dương Tiễn. Đi qua trước đi. Đây hả? Biết đường nào trời? Ai biết? Hai đường luôn. Đường này qua vô đâu nè? Chắc đường này quá, thẳng đường này. Đường này lên cái miếu rồi, đường này thẳng nè. Đi. Tiếp tục thẳng lên điện Na Cha. Không biết có lộn đường hay không các bạn. Lâu quá rồi không đi. Đi có đi lộn rồi đi lại. Trên điện này có cục đá lớn lắm á. Đường điện Nha Trang ít người đi là cho nên nó không có được mòn nữa. Ê, đủ. Ồ, đã đến điện nha Na Cha rồi nè. Đây vào điện Na Cha coi. Đây điện Na Cha, đây đã đến rồi nha các bạn. Đây đó, hình ông Na Cha đứng cầm cái đao đó. Cho con xin quay ông nha Na Cha, ông đứng đằng mình anh. Xung quanh điện Na Cha là một cánh rừng. Đây. Chú hang thơm á. Diễn Nha Trang xong giờ qua điện Dương Tiễn. Không có bóng mờ gì hết. Cái đường nó ít người đi lắm là bảy giờ nó không có còn đâu, đường mòn luôn nè. Chỉ mấy người. Mấy người biết thôi, còn mấy người không biết là không ai lên đây chứ. Đây là đến điện Dương Tiễn. Đây. Đây quay cho các bạn xem nha. Điện Dương Tiễn. Thấy đoàn Phật giáo Hòa Hảo. Đổ cho phái đoàn xã Lai Hòa. Sóc Trăng. Như Tiễn ở đây lâu rồi ít có người đến quá. Rồi khó lắm vậy. Đây. Đây hình Dương Tiễn đây. Dương Tiễn ở một bên, Nha Trang ở một bên. Đây, đây là một quang cảnh xung quanh điện Dương Tiễn. Cũng là một khu rừng rậm. Đây đường xuống. Đây là một chú chú vừa qua này, chú gì khiển cẩu khiển của Dương Tiễn nằm gác cửa.
đây. Mình đang đứng ở chính giữa điện Dương Tiễn và điện Nha Trang. Cường phải không? Không, sao mà anh điện kiếm tôi hoài à? Con đâu có điện kiếm gì ba, điện kiếm gì ba. Vậy hả? Ừ mà sao thiết cái máy lấy máy con chặt hoài. Cái máy để ngay tôi thấy điện reo tụi nó kiếm tôi. Thì ra không phải kiếm tôi hả? Làm nữa. Tụi tao điện kiếm tôi mà cứ mày ăn nắm cứ vợ chứ. Để quay lại Nha Trang lần nữa rồi chia tay với ông Nha Trang này đi xuống. Nha Trang trên tay cầm một cây đao. Cho một thằng một trái, năm thằng là năm trái sầu riêng. Bữa nào nấy ăn. Chơi luôn. Mà lỡ sầu riêng không? Đây, đi về.